Thường là hai thai đẩy ra cùng một lúc chèn luôn Tức là có cả hai thai cùng ra một lúc, đúng rồi, hai bọc ối ra cùng lúc, hai bọc ra, tức là ra cặp song song luôn. ra cặp song song Ồ. mắc luôn đấy luôn, luôn cổ tử cung luôn. Xin được mến chào toàn thể anh chị em đang theo dõi trên kênh của Bằng Đoàn TV. Ở nơi mà Bằng Đoàn TV sẽ chia sẻ cho anh chị em những kinh nghiệm về chăm sóc cũng như huấn luyện cún cưng. Xin mời anh chị em đón xem video. Tức là các bạn ấy có hỏi một câu hỏi như thế này này. Đó là khi cún mẹ đã đẻ được một đến hai cún rồi, tức là đang sinh, thì nhưng trong bụng thì lại còn, tức là bụng còn rất to, có nghĩa là vẫn còn con, thậm chí có thể còn nhiều, nhưng mà cún lại nghỉ cắt quãng khá lâu. Thì thứ nhất là trong cái trường hợp như thế có cần phải nhờ đến bác sĩ thú y can thiệp ngay không, hay hoặc là có những cái biểu hiện nào mà để chúng ta mà phải cần đến, tức là chúng ta bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp từ phía các bác sĩ thú y? Tức là sau khi mà các bạn cún mà đã sinh được một bạn cún ra trước rồi ấy, thì sau khoảng 2 tiếng khi mà âm đạo mà đã xuất hiện những cái dịch mà màu xanh lục hoặc là màu đen thì chúng ta xác định là các bạn cún đang bị khó đẻ, thì chúng ta cần phải liên hệ với bác sĩ thú y gần nhất, hoặc là chúng ta nếu mà đã nuôi sinh sản lâu năm có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta cần phải tiêm thuốc kích đẻ cho các bạn đấy. Trong trường hợp này thì thường thường là sẽ sử dụng thuốc gì? Chúng ta sẽ sử dụng oxytocin. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là khi mà các bạn cún đã đẻ được một con rồi, chúng ta mới cân nhắc cái vấn đề là dùng thuốc. Rồi. Chúng ta sẽ không dùng trước khi mà các bạn đi đẻ. Rồi, tức là cún đã phải sinh được một, cái là đã phải có cún con được sinh ra rồi, thì chúng ta mới được sử dụng thuốc, còn không lên tiêm khi mà gì cún chưa đẻ được cún nào, đúng không? Ngoài ra là để xác định là các bạn cún khó đẻ thì ngoài cái thời gian mà khoảng 2 tiếng ấy mà xuất hiện các dịch, thì chúng ta còn phải xem biểu hiện của các bạn cún mẹ là cún mẹ có còn cái cơ bụng ấy nó còn co bóp hay không. Rồi. Đó. Hoặc là các bạn ấy còn sức để mà dặn hay không. Rồi, chứ không có lại nằm lử một chỗ rồi đúng không? Hoặc là các bạn ấy lúc đấy các bạn ấy sẽ rất là đau, các bạn sẽ kêu rên rất là nhiều. Chúng ta cần phải theo dõi những cái biểu hiện đấy để chúng ta có thể xác định là các bạn ấy có đang thực sự có đẻ hay không. Nếu mà có thì tốt nhất là chúng ta nên đưa các bạn ấy đến cơ sở thú y gần nhất để các bác sĩ có thể xử lý được. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Tức là gì? Khi mà cún mẹ có dấu hiệu mệt, đúng không? Bụng thì còn rất nhiều con nhưng mà mệt và cảm thấy là rất là không, lại không không còn sức để mà sức lực để mà sinh sản tiếp, hoặc là gì lại là kêu la nhiều, đúng không? Đấy, tức là dấu hiệu là đẻ nó khó khăn, đúng không? Kêu la nhiều thì lúc đó chúng ta lên là có sự trợ giúp từ phía bác sĩ thú y. Còn tùy theo vùng miền, đúng không? Theo cái chỗ này thì tôi hơi mở ngoặc một chút, tức là theo kinh nghiệm bản thân tôi ấy, thì trước kia thì khi không phải chỗ nào cũng có đầy đủ, bây giờ thì các bác sĩ thú y rất nhiều và gần như vùng nào cũng có bác sĩ thú y hỗ trợ cho các bạn. Thế còn tất nhiên có những vùng thì có thể còn thiếu, nhưng tôi nghĩ là không nhiều. Nhưng mà ngoài ra các bạn có thể là gì, chúng ta có số điện thoại của bác sĩ thú y, đúng không? Hoặc là của một vài anh chị em nào đó mà đã nuôi nhiều rồi, nuôi sinh sản nhiều, đúng không? Chúng ta cần sự tư vấn. Đấy, có thể trong cái tình huống cấp thiết thì chúng ta không nhờ được bác sĩ thú y đến ngay được, thì cũng có thể bác sĩ thú y sẽ hướng dẫn cho chúng ta các biện pháp xử lý, đúng không? Trong thực tế thì có rất là nhiều người sẽ không xác định được là cái bạn cún mẹ là có cơn co hay không, bởi vì không hình dung được là cơn co nó sẽ như thế nào. Đấy, thì các bạn lưu ý là có một cách rất là dễ để có thể xác định được là cái bạn cún mẹ có cơn co hay không. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu hiện của bạn cún. Đấy là người sẽ gò lại. Và khi mà các bạn đưa tay sờ vào bụng thì sẽ thấy bụng rất là cứng. Đấy, đấy, tức là gồng như kiểu gồng người lên. Đấy. Thì đấy chính là biểu hiện rõ nhất của một cơn co. Đấy, và các cơn co là nó sẽ có cái tính chu kỳ bao nhiêu phút một cơn thì các bạn sẽ theo dõi. Đấy, và khi mà mình biết được những cái điều như thế thì mình mà có gọi điện cho bác sĩ thú y để trợ giúp thì mình cũng sẽ miêu tả được cho bác sĩ thú y. Rồi. Cái đấy nó rất cần thiết cho cái sự tư vấn và theo dõi. Tức là mình phải biết được là, tức là cơn co, tức là ở đây là có nghĩa là các bạn hiểu lôm la thế này, cơn co tức là gì, cơn rặn đó ạ, đúng không? Tức là nó phải gồng lên để nó rặn thì nó mới co, tức là cái cơ nó co lại đó, như thế. Và chúng ta kiểm tra nó, đúng không, bằng cách là gì, chúng ta sờ vùng bụng, đúng không, thấy cái cơ bụng lúc đó nó sẽ gì, rắn lại, gồng cứng lên. Rồi.
Đó. Không phải là thở là, rồi là nó khác biệt với thở đúng không? Khác. Nhiều khi nó gò người nó vì lúc đó cún nhiều cún mẹ nó làm rồi đúng không? Thế nên nó thở thì nó cũng có thể gặp người lại nhưng là lúc đó là gì, cơ bụng nó sẽ mềm đúng không? Còn ở trong trường hợp này là cơ sẽ cứng lên đúng không? Đấy cũng giúp là chúng ta để phân biệt được là gì, cún mẹ còn có cơn rặn hay không để chúng ta trao đổi với bác sĩ thú y để bác sĩ có sự tư vấn được tốt hơn đúng không? Cũng có một vài lưu ý với khi mà các bạn ấy khó đẻ là chúng ta phải phụ thuộc vào giống chó. Khi mà chủ nuôi ấy, thì chúng ta cần phải xác định là cún của mình là có thuộc vào cái giống chó nó khó đẻ hay không. Rồi. Cái kết cấu của xương chậu là có hẹp hay không. Rồi. Và khi mà thai ấy, khi mà thai thì ví dụ như là giống bung pháp chẳng hạn ấy, cái hộp sọ nó rất là góc cạnh, nó rất là vuông. Rồi. Như vậy là rất là khó có thể nào mà đẻ thường được. Cái nữa là các bạn ấy bị có bị thai ngược hay không. Khi mà thai ngược thì rất là khó ra, rất là khó đẻ. Vì vậy là chúng ta cần phải đến sự can thiệp của các bác sĩ thú y. Trong cái tình huống mà các bạn ấy bị thai ngược ấy thì mà lại còn gặp thêm một vấn đề nữa gọi là double. Đấy là rách cái màng bọc. Rồi. Rách cái màng từ bên trong. Thì có những cái tình huống là các bạn ấy sinh cái bộ phận đầu tiên mà lộ diện chào đời, đấy là một cái chân. Ví dụ như là một cái chân trước và một cái chân sau. Đặc biệt là cái chân sau nữa. Khó. Thực sự là tình huống đấy là khó đấy, chứ không phải là dễ. Tức là cún nó bị vỡ bọc từ bên trong. Vỡ bọc từ bên trong. Đấy, bởi vì khi đầu tiên lại là cái chân. Rồi. Tức nó không phải là cái đầu hoặc là cái đuôi đúng không? Đấy, mà nó lại là một cái chân. Chân ra trước thì khi đó là chúng ta rất khó xác định được là cún sẽ ra cái phần nào đầu tiên đúng không? Cái tình huống đó là đã gặp rồi, chính bản thân tôi đã gặp rồi đấy. Chứ phải là không là hai thai đẩy ra cùng một lúc. À. Chèn luôn. À. Tức là nó tức là có cả hai thai cùng ra một lúc. Đúng rồi, hai bọc ối ra cùng lúc. Hai bọc ra tức là ra cặp song song luôn. Ra cặp song song. Ồ. Bắt luôn đấy luôn. À. Luôn cổ tử cung luôn. Đấy, đây là cái trường hợp mà thì bản thân như tôi nuôi chăn nuôi cũng đã nhiều nhưng tôi lại chưa gặp cái trường hợp này. Đấy, tức là gì là hai thai cùng ra một lúc. À, đây là một cái điều lưu ý nhá. Thực ra thì đó, bản thân tôi cũng rất là tự hào là gì? Là trong quá trình mình chăn nuôi thì cũng đã là gặp cũng nhiều những cái ca cũng rất là trái ngược. Nhưng mà đúng thực sự là hai thai nhi mà ra cùng một lúc, tức là hai bọc cùng ra một lúc thì bản thân tôi là chưa gặp bao giờ. À, và hôm nay đấy cũng nhờ qua cái trao đổi như thế này thì bản thân tôi cũng lại hiểu biết thêm được một chút nữa đấy, trong quá trình để mình còn rút ra kinh nghiệm là trong quá trình sau này khi mình nuôi sinh sản. Khi mà chúng ta mà nuôi cún sinh sản ấy thì cần phải xác định được là cái ngày mà các bạn được phối, nước thứ nhất hoặc nước thứ hai, sau đó rồi thì 3-5 ngày là chúng ta nên đưa các bạn đi siêu âm để chúng ta có thể xác định được cái số lượng thai. Và cái 3-5 ngày tuổi thì đã có tim thai rồi, lúc đó thì chúng ta xác định được số lượng thai rất là dễ. Chúng ta theo dõi xem là khi mà các bạn ấy tới ngày sinh sản, ví dụ là 5-8 tới 6-2 ngày, các bạn ấy đẻ được một cún này thì chúng ta xác định được là trong bụng các bạn ấy còn bạn cún nào hay không. Rồi. Đó, để chúng ta xác định được và chúng ta còn theo dõi. Chứ ví dụ bây giờ mà đẻ một thai chúng ta cứ nghĩ là còn chẳng hạn, chúng ta cứ ngồi chờ ngày không thấy ra bạn nào. Đó, hoặc là ví dụ khi siêu âm mà chúng ta bác sĩ xác định là được 4 cộng. Nhưng mà khi mà các bạn ấy sinh được 3 cộng rồi thì chúng ta cũng xác định được. Và nếu như những chia sẻ của Bằng Đoàn TV anh chị em thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cái giá trị này cho nhiều người cũng biết. Nhớ bấm bằng hai để ủng hộ Bằng Đoàn, cho Bằng Đoàn có động lực làm những video tiếp theo. Anh chị em có thắc mắc hay muốn Bằng Đoàn chia sẻ về điều gì thì hãy comment ở phía dưới bài viết này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Bằng Đoàn TV, hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để được theo dõi những video mới nhất của Bằng Đoàn TV chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.